Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chương trình iGroup nhận 400 tốc cần có hiệu là SLB các bạn. Tất cả các bạn, một tốc cần này đã list lên rất là nhiều sàn, ví dụ như BNC, Uniswap, Hotbit nha các bạn. Chương trình iGroup này có link mô tả ở Telegram và muốn chat chat chatbot các bạn. Chương trình iGroup này nó sẽ kết thúc vào ngày 25 tháng 12 năm 2020 các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join group kênh Chiller nữa các bạn. Các bạn join tất cả những kênh trên mạng xã hội nữa các bạn. Chuyện này gấp nè hay sao ta? Gì mà nó mới gấp mèo gì cho mình? Rồi các bạn cứ bắt up lên không? Bắt up lại rồi. Chết bà bắt up lại sau này sao rồi? Rồi nhiệm vụ thứ hai các bạn join tiếp kênh Chiller nữa các bạn. Rồi chưa end các bạn. Con này còn làm được, các bạn mới up lên các bạn. Hai kênh Chiller nữa nè. Rồi các bạn mới up lên các bạn. Rồi, các bạn follow fanpage nữa nè. Các bạn follow fanpage Medium. Follow fanpage nữa nè. Các bạn chờ chút xíu các bạn. Con này nó có website nữa các bạn. Mình làm những dáng website nó đồ nó chất lượng hơn nha các bạn. Dạo gần đây trên Telegram có nhiều dự án free lắm các bạn. Mình cũng check rất kỹ cho tất cả anh em nha, tất cả anh em. Rồi tất cả anh em like nè. Chờ tôi quýt like nè. Rất là nhiều dự án nên mình lọc lại. Rồi tốc cần này sẽ lấy ra Uniswap và BNC nha các bạn. Tốc cần này về là khá là ngon nha các bạn. Giá cao đó. Rồi các bạn follow fanpage xong, các bạn follow minimum like, các bạn nhấp vào minimum nè. Bạn nào chưa có tài khoản trên Medium thì các bạn đăng ký cái tài khoản trên Medium các bạn, đăng ký như Facebook gì đó các bạn. Rất là dễ luôn. Rồi các bạn chỉ việc follow nè các bạn. Rồi các bạn lướt xuống các bạn like đăng cái nha các bạn. Vỗ tay cho nó nhiều nhiều đi các bạn. Thì các bạn các bạn 5-6 cái, 7-8 cái gì đi. Rồi các bạn chờ nó chút xíu các bạn. Lắp nè, rồi các bạn bắt đắp lên nha các bạn. Rồi các bạn vào visit website này, các bạn vào chỉ việc xem cái website này thôi nha các bạn, chứ không cần đăng ký đâu các bạn. Hy vọng con này nó sẽ phong phối nha tất cả các bạn. Chờ lót dán chút xíu các bạn ơi. Tất cả các bạn thấy cái sậy các là bắt mắt nha các bạn. Có chiếc ghế BNC này các bạn. ETH. Phan đây mình chờ mình check thông tin các bạn. Rồi không coi như hết các bạn mới đáp lại nha các bạn. Rồi nha các bạn bấm vào nút submit detail này các bạn. Rồi đầu tiên các bạn điền lại username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Các bạn vào setting copy username Telegram của mình các bạn. Vào bao nhiêu trên đây nè. Rồi vào cài đặt là các bạn gặp cái username Telegram của mình nè. Nó cộng anh 1133 nè các bạn. Rồi các bạn này chưa chính xác nha các bạn. Rồi tiếp tục là username theo word các bạn cùng ở trên đường dạo cá nhân của mình là các bạn gặp bạn nha các bạn. Nó cộng MMO của bạn này các bạn. Trên kênh mình làm cứ một cách hôm là có tôi cần vậy các bạn. Nên mình cũng rất yên tâm và cũng có động lực. Gọi username Medium thì các bạn cũng vào trang Medium của mình nè các bạn. Medium thì các bạn vào dòng thời gian của mình. Các bạn nhấp vào 3 nhân vật trên đầu này các bạn. Các bạn bấm vào nút sao chép vào khay giấy tạm này các bạn. Copy dòng thời gian của mình lại các bạn. Của mình tất các bạn. Cho bạn bắt từ đây này các bạn. Và các bạn chờ mình chút xíu nha. Rồi.
các bạn bỏ từ cái dấu gạch này các bạn, mình lấy username thôi nha các bạn, a cộng anh Nhân Quỳnh 1991 a cộng nữa các bạn. Rồi các bạn submit, điền địa chỉ email của mình vào nha các bạn. Địa chỉ email này là, rồi các bạn điền địa chỉ với ETH các bạn. Các bạn mở địa chỉ với Chocolate, Master Wallet, MetaMask, tôi cần các bạn. Các bạn copy địa chỉ ETH, gọi là cho bot nha các bạn. Các bạn cứ việc bỏ chút ít thời gian kiếm những cái đồng coin phi như thế các bạn. Sau này nó lên giá cao thì mình có thể bán cho các bạn. Hoặc là lít sàn gì mình sẽ có một cái video hướng dẫn các bạn bán những cái đồng coin. Rồi bạn dán vào nữa các bạn, rồi bạn gỡ nữa các bạn. Rồi các bạn bấm vào balance để check số cần mình kiếm được các bạn. Rồi mình đã nhận được 400 rồi bạn, withdraw. Rồi con này sẽ rút tiền vào ngày 25 nha các bạn, ngày 25 tháng 11 năm 2020. Rồi bạn bấm vào get fur để lấy ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn. Một lượt ghép nhận được 100 token. Không biết sau này rút tiền nó có kêu cầu nộp phí ga hay là không, mình cũng không có biết nha tất cả các bạn. Vì chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nha.